Việt Nam, một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu về hạ tầng càng ngày càng tăng cao. Những công trình, những tòa nhà cao tầng liên tiếp mọc lên trên khắp đất nước. Để đáp ứng được nhu cầu đó, ngành xây dựng không thể thiếu những máy móc thiết bị, công nghệ phù hợp. Đón đầu xu hướng phát triển của ngành xây dựng, tháng 4 năm 2010, Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Xây dựng Thăng Long, nay là Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ TCE, đã chính thức được thành lập, trở thành đại lý phân phối ủy quyền các dòng máy khoan cọc nhồi, cẩu bánh xích, cẩu bánh lốp Sunny tại Việt Nam, cung cấp cho thị trường những thiết bị xây dựng chất lượng cao, phù hợp với đặc thù thi công tại Việt Nam. TCE hoạt động trên 3 lĩnh vực chính bao gồm bán các loại máy và thiết bị xây dựng, cho thuê các loại máy và thiết bị xây dựng, dịch vụ đồng bộ toàn diện, cung cấp giải pháp thi công, tư vấn đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị. Hiện nay TCE có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm dịch vụ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều trung tâm dịch vụ, văn phòng đại diện khác tại các dự án trọng điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với phương châm hoạt động tất cả vì sự hài lòng của khách hàng, niềm tin và sự thành công của khách hàng chính là mục tiêu xuyên suốt của TCE. Đến nay, TCE đã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng, hợp tác. Thiết bị do TCE cung cấp phục vụ rất nhiều công trình trọng điểm và quy mô của đất nước, trong đó có thể kể đến các công trình: dự án lò cao nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, dự án nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh, dự án cảng nước sâu Sơn Dương Hà Tĩnh, dự án cầu Nhật Tân Hà Nội, dự án tòa cao tầng Tham City Hà Nội, dự án tòa cao tầng Skylake Hà Nội. Với quan điểm nhân tài giải mã cho sự thành công, TCE đã tập hợp được đội ngũ những cán bộ, kỹ sư có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, luôn luôn nhiệt huyết tận tâm với khách hàng. Để có được những cán bộ ưu tú, TCE luôn chú trọng đầu tư cho lĩnh vực đào tạo, không ngừng trau dồi và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty. Bằng sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn cũng như kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thi công, đội ngũ cán bộ của TCE luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của khách hàng để đưa ra những gói giải pháp công nghệ tối ưu phù hợp nhất với từng điều kiện thi công của khách hàng. Để có được sự hài lòng của khách hàng, bên cạnh việc cung cấp thiết bị đồng bộ chất lượng tốt, TCE đặc biệt chú trọng dịch vụ sau bán hàng, đảm bảo luôn hỗ trợ khách hàng 24/7. Với số lượng linh kiện dự trữ vượt trên 20% tiêu chuẩn mà nhà sản xuất yêu cầu, TCE luôn đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời nhu cầu linh phụ kiện của khách hàng. Khi nhận được thông tin yêu cầu dịch vụ của khách hàng, TCE cam kết trong 2 giờ đưa ra phương án xử lý khẩn cấp và các dụng cụ cần thiết. Trong 48 giờ, đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia của TCE có mặt tại hiện trường giải quyết sự cố. Nếu thời gian khắc phục sự cố kéo dài, TCE sẵn sàng bố trí thiết bị thay thế để đảm bảo tiến độ thi công của khách hàng. Trong thời gian bảo hành, đội ngũ kỹ sư service của TCE luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Đối với các sự cố lặp lại và kéo dài, TCE sẵn sàng kéo dài thời gian bảo hành thiết bị cho khách hàng. Ngoài thời gian bảo hành, các kỹ sư TCE vẫn tiếp tục trợ giúp các vấn đề kỹ thuật về bảo dưỡng, bảo trì, vận hành miễn phí cho khách hàng có số điện thoại hotline service 24/7. Chất lượng thiết bị tốt, giá thành cạnh tranh cùng một dịch vụ chăm sóc khách hàng lý tưởng, đó chính là bí quyết giúp TCE chinh phục được những khách hàng khó tính nhất và duy trì được uy tín cũng như chiếm lĩnh được thị phần lớn nhất, luôn giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực cung cấp thiết bị xây dựng tại Việt Nam. Bằng sự am hiểu kỹ thuật công nghệ, nhiệt huyết tận tâm với khách hàng, TCE vẫn đã và đang ngày càng hoàn thiện các dịch vụ của mình để trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành cung cấp thiết bị xây dựng, giải pháp và dịch vụ thi công tại Việt Nam, nằm trong top đầu khu vực châu Á và vươn tầm thế giới. TCE, công nghệ phù hợp, giải pháp tối ưu.